Hello cả nhà. Ở tập này thì mời mọi người cùng đi du lịch đến đảo PP, Phuket, Thái Lan ha. Mình đang có mặt tại site PP Island Village. Đây là resort xịn sò nhất ở tại đảo PP. Lần này thì mình sẽ cùng khám phá ngôi làng Robinson ở tại đảo PP này. Mình rất là thích luôn. Nơi này nó tạo cho mình một cái cảm giác bình yên và thực sự là rất là địa phương. Đây là khu vực sảnh chính. Đây là khu vực mình đi shopping. Một cái gift shop rất là dễ thương, đầy đủ tất cả các loại quà lưu niệm ha. Nhưng mà không biết sao họ giữ sạch ghê, bên đi và mát nè, thoáng, sạch sẽ. Đi ngang cái khu này mình thấy nguyên cái khoảng không mở ra ngoài trời luôn. Vì chiếc chuông gió này bán khoảng 450 baht, rất là truyền thống Thái Lan. Đây, cái chỗ này Vinh rất là thích, bởi vì cái tinh dầu này được đặc chế ở tại riêng khu resort Sai. Đặc biệt là cái dầu gội và sữa tắm mùi dừa mình rất là thích. Và mọi người nhớ nếu mà tới đây thì hãy thử cái mùi dừa nha. Và nếu mà mình thích cái mùi gì đặc biệt ở trong đây, mình có thể yêu cầu khách sạn họ sẽ thay cái mùi hương đó ở trong phòng cho mình sử dụng. Koh Phi Phi cách Phuket khoảng 1 tiếng đồng hồ bên đi speedboat thì mình tới được Koh Phi Phi. Và bên đợt này bên ở hẳn ở trên này luôn. Đợt này bên sẽ ở hai loại phòng. Bên ở phía dưới này là Beach Fun Bungalow, xong sau đó là bên sẽ chuyển lên Pool Villa ở trên đồi để bên có thể có hai cái trải nghiệm khác nhau. Những cái chiếc xe đạp này miễn phí ở trong resort. Rồi mình chạy vòng vòng khu resort, rất là dễ thương. Đây là ngày đầu tiên bên sẽ ở căn phòng Beach Fun ngay tại biển, nhưng mà phòng này thì không có hồ bơi. Đêm đầu thì mình sẽ ở phòng này. Rất là xinh xắn. Từ phòng tắm đã tới giường ngủ. Xung quanh là có vườn cây xanh mát bao bọc. Và cái view của Vinh sẽ nhìn thẳng ra ngoài biển. Biển mùa hè này là đẹp cực kỳ luôn. Phía bên ngoài thì căn bungalow sẽ có hình dáng như thế này, rất là mộc mạc thiên nhiên. Những cái chất liệu này thì Vinh rất là thích bởi vì bảo vệ môi trường ha, không có xây bê tông cốt thép nhiều. Phòng tắm ngoài trời như này rất là gần với biển luôn. Bước một cái mình ra tới biển, nước trong thiệt là trong luôn, xanh ngắt. Ở đây có 3 nhà hàng chính là nhà hàng API, nhà hàng Beach House và nhà hàng Rương. Rương Thái là nhà hàng phía gần trên khu Pool Villa, nhà hàng truyền thống Thái. Còn API này là đồ Thái và đồ quốc tế. Nơi đây mình cũng ăn sáng luôn. Wishing Tree, các bạn có muốn gửi gắm điều ước gì không? Thì mình viết ở đây ha. Và một trong những cái điều mà mình rất là thích ở đây đó là resort Sai Village. Họ kết hợp du lịch với lại người bản địa. Những cái chiếc thuyền mình thấy ngay đây nè, đó là của người dân local ở đây, người sống trên đảo thì họ sử dụng và phát triển du lịch chung. Mình sẽ mua những cái tour đó và họ sẽ trả tiền trực tiếp cho những cái người địa phương để cùng nhau phát triển du lịch. Nếu như Philippines thì là thuyền hai cánh, thì ở đây là long tail, cái thuyền đuôi dài này là điểm đặc trưng của Phuket nè. Mọi người nhìn cái thuyền này là biết là thuyền của Phuket. Phải nói là họ sở hữu một cái eo biển rất là đẹp và cái bãi nước trong vắt. Những cái gift shop, nhà hàng và quán cà phê này nọ, tất cả đều view nhìn ra biển hết. Và phía sau lưng resort là khu núi, tựa núi rồi xong nhìn ra biển, rất là đẹp. Mùa hè là mùa và Vinh đi thì nắng rất là đẹp luôn.
Nhưng mà mùa hè thì ở đây là mùa thấp điểm đó mọi người, giá cũng sẽ tốt hơn là mùa cuối năm. Cuối năm tới là Tết thì thời tiết sẽ rất là đẹp, nhưng mà lúc đó thì là mùa lễ hội cho nên giá sẽ mắc hơn. Một cái điểm đặc biệt mà khi mọi người lưu trú ở tại Sai Village, mình có thể kết nối với lễ tân thông qua app của Sai, PP Island Village. Tất cả mọi thứ đều nằm trong này hết. Những cái hoạt động ở tại resort là có gì, spa, menu, nhà hàng, các tour, tàu thì đều có đầy đủ trong này hết. Giống như trên cái phần chat này thì mình có thể liên lạc với lễ tân và hoặc là quản gia, họ sẽ trả lời mình ngay. Tất cả mọi thứ đều thông qua app trên điện thoại, rất là tiện. Đây là Sai Village lúc hoàng hôn. Thủy triều bây giờ rút ra rồi cho nên là trong bờ thì khá là cạn. Nhưng mà mọi người nhìn cái màu trời nè, đẹp tuyệt vời. Mình đi xe đạp ở trong khu resort, chạy vòng vòng rất là thích luôn. Đây là nhà hàng Ruin, Ruin Thai. Ruin có nghĩa là nhà, ngôi nhà Thái. Menu rất là hấp dẫn và Vinh tin chắc đồ ăn sẽ rất là ngon. Vinh cũng là một người rất là đam mê đồ Thái. Vinh kiều cũng khá nhiều và đây là món khai vị đầu tiên. Để ăn thử xem là gì. Vinh nghi là chả cá. Mình chén nước chấm đựng trong cái ly rượu nhỏ nhỏ gì dễ thương. Đúng là chả cá. Và đây là bữa ăn tối của Vinh. Đây mình có hủ tiếu, cá, xong rồi có cái nước sốt chanh của Thái, đặc trưng ha. Đây là món gỏi đu đủ. Và đây là cái món gỏi miên khăm Vinh rất là thích. Vinh cũng đã từng nói về cái món ăn này rất là nhiều trong những cái vlog trước của Vinh rồi. Một trong những món ăn Thái Lan mà Vinh thích nhất ở nhà hàng Ruin Thái này là Vinh đang có cảm giác như mình đang ngồi ăn ở trong một ngôi nhà truyền thống của Thái Lan đó. Và tiếng sóng biển ngoài kia là biển bên cạnh bên tay trái này của Vinh luôn. Cho nên là Vinh recommend mọi người đến đây mình nhớ ăn tại nhà hàng Ruin Thái nha. Thái Lan cũng rất là nổi tiếng về tráng miệng, cho nên là các bạn nhớ là đừng có bỏ qua món tráng miệng nha. Rất là nhiều những cái món ngon và hợp khẩu vị của người Việt Nam mình. Và Vinh recommend mọi người ăn cái món niên khâm là món mà cá nhân Vinh rất là thích. Ngoài ra thì món hủ tiếu xào là cực kỳ ngon, bởi vì cái sợi hủ tiếu nó vừa mềm và dai dai, béo béo, rất rất là ngon luôn. Và đặc biệt đó là món trứng chiên omelette, trứng chiên kiểu Thái, chiên xù lên giòn ăn rất là bắt cơm. Good morning cả nhà. Vinh ăn sáng ở tại nhà hàng API nha. Buổi sáng ngày hôm nay. Wow, nhìn vô đồ ăn bao la luôn. Phần này mình có quẩy nè, pancake rồi waffle, những cái đồ ngọt. Phía bên này là những cái món Tây rất là dễ ăn, trứng nè, cà chua, xúc xích này. Ăn mì rồi miến, hủ tiếu Thái Lan ngay chỗ này. Các bạn đến đây là các bạn sẽ mê cái nhà hàng ăn sáng này API. Trong này là mình có nguyên một cái nhà đồ tráng miệng, thêm một cái quầy salad nữa. Phuket Thái Lan thì cũng rất là gần với Việt Nam mình, đồ ăn dễ ăn. Buổi sáng ngày hôm nay xong mình ngồi ăn sáng đây nhìn ra nguyên cái view biển luôn. Và lúc hồi thì mình sẽ chuẩn bị đi một cái tour để đến Maya bằng long tail boat. Mình đi cái thuyền truyền thống của Thái Lan, mình đi nguyên cái đảo, cái tour đó của mình 4 tiếng. Bây giờ mình sẽ ăn sáng để nạp năng lượng để lúc hồi đi quay cho mọi người xem. Resort bên đó đi qua bên Maya sẽ mất khoảng 50 phút, mình đi tàu.
cái long tail boat hồi nãy mình đi á. Thì Maya Beach là một trong những địa điểm mà nổi tiếng nhất ở tại Koh Phi Phi. Nơi đây nổi tiếng từ lúc Leonardo DiCaprio đóng cái phim The Beach. Đó là từ lúc đó tới đây là cái biển này là trở nên cực kỳ nổi tiếng với du khách luôn. Vinh đến đây hồi 5 năm trước. Lúc đó Vinh cũng mê, thiệt là mê. Bây giờ quay trở lại đúng là cũng đẹp y chang nha mọi người. Và một cái điều nữa là Vinh rất là thích và mình phải khen, bởi vì chính phủ Thái Lan thì họ làm du lịch rất là tốt. Bãi biển ở đây được bảo toàn 100% là mọi người không có được bơi lội ở đây. Bởi vì nhiều khi mà mình bơi á, mình có sử dụng kem chống nắng này nọ thì những cái chất hóa học đó xuống dưới nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên là họ cấm luôn, không có cho mình bơi ở đây. Mọi người chỉ có thể đến đây và ngắm cảnh để mình chụp hình thôi. Như vậy thì mình mới có cảnh đẹp hoài như vậy để mà mình ngắm. Đó, mọi người thấy là rất là đông người nhưng mà chỉ đi dạo ngắm cảnh thôi, không có được bơi đâu nha. Anh lái thuyền thì anh sẽ cho mình biết được là những địa điểm nào mình có thể bơi. Chiếc thuyền ngày hôm nay Vinh thuê cho 3 người. Nha, thuê nguyên một chiếc thuyền luôn tầm 4-5 tiếng thì mình sẽ đi khoảng 9.000 bạc là bao nhiêu ta? Khoảng 300 đô la cho khoảng cái tour 5-6 tiếng đồng hồ. Ở Maya Beach mình có cái cá mập Black Tip Reef Shark đây. Thi thoảng thì mình sẽ bắt gặp được ha. Chiều dài của nó có thể lên tới 3 mét nha. So we're not allowed to swim because you want to protect the nature? Or is it because of the dangerous shark? No dangerous. To protect the nature. Cá mập này thì không có nguy hiểm với loài người của mình. Mà chắc là mình nguy hiểm với cá mập. Cái này nói vậy, cá mập này không nguy hiểm. Để mà có được cái bãi biển trong xanh và sạch như thế này thì chính phủ Thái Lan từ đợt dịch Covid họ đã đóng cửa 3 năm. Mới mở cửa gần đây lại thôi cho du khách tham quan Maya Beach. Và bây giờ thì mình có thể đi và tham quan rồi. Cát ở đây giống như là loại bùn vậy đó. Trắng tinh mà mịn, thiệt là mịn luôn. Wow. Coi chừng trôi dép kìa. Dép phô Mỹ. Ở đây mình vào tham quan là 400 bạc cho một người lớn, 200 bạc cho trẻ nhỏ. Vào đây thì mất phí nha, bởi vì đây là gọi là khu bảo tồn của quốc gia. Gọi là công viên luôn, công viên của quốc gia. Điểm thứ hai mà mình tham quan ngày hôm nay sẽ là Pilek Lagoon. Mọi người có thể thấy đây là một cái hồ bơi tự nhiên, nước rất là trong xanh, một cái màu xanh ngọc bích luôn. Mình thấy du khách đó, họ rất là thích đứng từ trên tàu nhảy xuống luôn. Ở đây thì mình có thể bơi nè, có một cái tour đi snorkeling xung quanh đảo nữa. Thì các bạn đi snorkeling ngắm san hô. Bên cạnh đó thì cũng có cơ hội để gặp được cá mập. Mình thì chắc là không có làm cái tour đó tại mình sợ cá mập lắm. Đó, recommend mọi người là mình đi cái chính là đi Maya, đi Pilek Lagoon ở đây. Và đi cái làng địa phương, đó là làng Tonsai. Còn ngoài ra thì mình có thời gian thì mình sẽ snorkeling thêm, là bơi lội và đi Viking. Nhưng mà Viking thì Vinh không có recommend lắm, tại vì Vinh thấy cũng đẹp bình thường thôi. Cái tour này nếu mà mình mua thì đó giá khoảng 300 đô la, 5-6 tiếng. Cái tàu này mình đi được 8 người nha mọi người. Tại vì đi ngắm cảnh rất là đẹp và nước trong vắt nên các bạn sẽ rất là muốn bơi. Đó, cho nên là mình chuẩn bị sẵn những cái đồ có thể bơi lội luôn. Rồi xong mình đem khăn tắm theo nha, trên tàu luôn, là nước. Bên không có recommend mọi người đem đồ ăn theo, bởi vì đem đồ ăn thì mình sẽ xả rác. Thì cái việc đó mình cũng không có nên, bởi vì ở đây họ rất là bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Và mọi người nhớ đi sớm, mình đi tầm 6-7 giờ sáng mình bắt đầu đi là được rồi. Bởi vì buổi trưa rất là nắng, nhớ đem theo kem chống nắng. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi khám phá ngôi làng Tonsai. Đây là ngôi làng trung tâm ở tại Koh Phi Phi. Cái resort của bên Sai Village thì nằm phía bên kia đảo nha.
đảo phía bên kia gạch đi vòng qua. Ở trên này thì mình có những cái trung tâm, cái shop nhỏ họ cũng bán những cái tour. Mình có thể tới đây rồi mình đặt mua tour ở đây cũng được. Mọi người cũng thấy là hai bên là shop bán đầy đủ tất cả những cái dụng cụ mình cần để cho chuyến đi biển của các bạn. Hello, do you have watermelon juice? 80 nè, nước juice là 80 bạc là khoảng 7-80 ngàn một ly nước juice. Cái vùng mà mình đi châu Á của mình thì giá cả rất là phải chăng. Nãy giờ mình đi trên đường mình gặp người Việt, mình đi Phuket, đi Koh Phi rất nhiều. Đi nóng xong rồi uống này thấy mát cái sợ mà hơi lạnh, nhiều đá quá. Too cold. Xoài Thái Lan ngon quá, ngon chịu không nổi luôn. Đây những cái quán cà phê rất là xinh luôn. Đi cái khu này Vinh thích lắm luôn á. Chỉ như buổi chiều ngồi mình uống bia, ăn hải sản, đồ ngay dọc bờ biển, thích lắm. Và có một cái đặc biệt nữa là mình có thể leo lên cái điểm viewpoint để mình nhìn toàn cảnh của đảo Koh Phi Phi. Nhưng mà đường lên đó mình mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Có chỗ đổi tiền đầy đủ, có spa, massage chân. Đó, mọi người cũng thấy là khung cảnh ở đây rất là dễ thương, đặc biệt là cái không khí làm cho mình đi chơi rất là thích. Bởi vì Thái Lan thì họ làm du lịch rất là tốt, rất là niềm nở, hiếu khách. Giá cả thì đó, hầu như là mọi thứ giống như là những cái quà lưu niệm này nọ là giá niêm yết hết. Như vậy là các bạn nhớ là Vin recommend mọi người đi Maya Bay nè, rồi ở đây là Ton Sap, làng Ton Sap, làng chính. Và một cái là Phi Lê Lagoon là ba điểm chính, thì mọi người đi một cái tour đó khoảng 5-6 tiếng rất là ok. Ngoài ra thì mình nên dành nhiều thời gian để đi cái ngôi làng Ton Sap này, bởi vì buổi chiều hoàng hôn đây rất là đẹp, mọi người có thể ngồi uống nước, ăn tối rất là enjoy. Hôm nay mình đi cái tour này thuê 6 tiếng thôi, nó hơi gấp. Nhưng mà đó đi được những cái điểm quan trọng để mà recommend cho mọi người. Giờ ăn đến rồi, sau khi đi đảo thì mình rất là đói bụng và mình trở lại resort. Đây là miền Nam nè, miền Nam mà ăn cá chiên như vậy nè. Đây là món salad bò, gỏi bưởi. Ăn xong cực kỳ view. How do you call this one? Sơm tầm tàng. Sơm tầm tàng. À, giá cả ở trong nhà hàng á mọi người sẽ dao động từ khoảng 10-20 đô la cho một món. Thank you. Enjoy your food. Thank you so much. Cơm chiên mắm Thái. Đây là quán mà mọi người recommend Vinh ăn, là ngon nhất ở đây nha. À, đây là bữa cơm địa phương, nhiều hải sản với nước sốt, nước chấm Thái này là ngon lắm nè. Gỏi sâm tầm, nhất là đồ Thái Lan cũng gần giống với lại hương vị Việt Nam mình, rất là ngon. Đã, cay. Rồi, thêm món rồi, món tôm, và món cá. Ngày thứ ba thì Vinh sẽ chọn ở trên căn villa có hồ bơi riêng nằm ở trên đồi. Đây, nguyên cái view của cái phòng pool villa. Đứng trên đây thì Vinh sẽ ngắm được cảnh của toàn khu resort luôn. Ở trên đây thì hoàn toàn riêng biệt, tách lập và có cái đẹp kiểu khác ha. Căn villa trên này thì rất là rộng lớn, Vinh thấy là rộng hầu như là gấp đôi, gấp ba căn ở dưới luôn. Phải công nhận là biển ở Sai Village đẹp như là biển Maldives luôn. Mọi người nhìn cái màu xanh ngọc bích kìa. Và cây xanh bao bọc xung quanh rất là dày, tạo cho mình cảm giác rất là mát. Vào living room, phòng khách đây.
Mình rất là thích cái phòng khách này bởi vì kiến bao bọc xung quanh đó, mình có thể nhìn ra hồ bơi nè, rừng rồi mình có thể nhìn xuống biển nữa. Rất là rộng luôn. Khu vực này thì mọi người có thể sinh hoạt, mình thấy căn phòng này khá là lớn. Khi mình ở đây thì hoàn toàn mình có một cái không gian rất là rộng rãi, và nếu mình có bạn bè thì mình cũng có thể mời mọi người tới đây chơi chung với mình. Căn phòng này rất là rộng. Cái gói signature của Sai Village hình con rùa, rất là dễ thương. Căn phòng này giá chính thức là khoảng tầm 12-13 triệu. Thật ra thì mình nhìn cái phòng này nó to hơn, nhưng mà so với căn phòng Beachfront ở dưới thì chênh lệch nhau khoảng 100 đô thôi. Căn phòng Beachfront mình ở phía dưới thì vào khoảng 10 triệu một đêm. Đây là phòng để quần áo, để bàn trang điểm. Chưa hết đâu, còn cái nhà tắm bên đây siêu rộng luôn. Đây nè, mọi người thấy là mình đi qua 3 gian nhà rồi đó, mới hết được căn villa. Ở bên này thì mình có bồn tắm nữa nha, và bồn tắm này thì cũng có kiến xung quanh để mà mình có thể nhìn ra những cái view. Ở đây là Activity Center. Chỗ này thì mình sẽ có thể book những cái tour với resort để mình đi trải nghiệm. Có tour kayak nè, rồi tour ngày hôm nay là mình đi rừng ngập mặn, đi bằng một cái thuyền riêng. Nơi này thì họ cũng cho mình biết những cái chương trình mà họ đang làm, giống như là bảo vệ cá mập. Đây, các bạn, cá mập này được nuôi lớn xong rồi sẽ thả về tự nhiên. Ở đây thì mình có quầy gift shop và bán những cái vật dụng để mình hoạt động dưới biển. Nón nè, đồ bơi nè, đồ lặn nè. Wow, ở đây có nguyên cái bản đồ, và cái bản đồ này sẽ là cái khu đảo Koh Phi Phi. Vinh thì Vinh ở phía này của đảo. Resort của mình là Sai đây. Sai có nghĩa là sand, cát á. Việt Nam mình cái từ Sai này thì nghe nó sai trái quá, nhưng mà tiếng Thái nó là cát. Đó, nguyên cái bản đồ chỉ những cái điểm mà mình cần tham quan trải nghiệm. Mình nghĩ trải nghiệm chắc cũng phải mấy ngày mới đi khá khá những cái điểm này. Phi Phi mình đọc là Koh Phi Phi nha, không phải là đọc Phi Phi, không phải là đảo Phi Phi, mà đọc đúng theo tiếng Thái là Phi Phi. Những cái rặng san hô ở đây mọi người gìn giữ rất là kỹ, cũng như là những cái động vật biển họ đều có ý thức để bảo tồn. Đây cá Nemo. Ở đây người ta sẽ nuôi và cho sinh sản ở đây. Xong rồi khi mà đủ lớn, đủ trưởng thành thì họ lại thả về biển. Cá Nemo mình gọi tên thân mật thì thôi, nhưng mà thật ra nó tên là Cloudfish. Và ở đây thì mình không có đụng tay, cũng không có cho ăn. Họ chỉ nuôi, đó, lớn xong rồi họ thả về biển. Và một trong những cái điều mình làm khi mà đi lặn ngắm san hô thì mọi người nhớ là không có dẫm chân trên san hô, hay là mình động tay vào san hô, mình chỉ đi ngắm thôi. Bởi vì khi mà mình tác động trực tiếp lên san hô thì sẽ ảnh hưởng đến san hô. Nãy giờ mình đi cái tour này cũng vui, ngắm cảnh, xong rồi chạy vòng vòng ở trong rừng ngập mặn. Vinh nghĩ là mọi người nên đi kayak thì sẽ enjoy hơn. Vinh đi tàu thì nó nhanh quá, khoảng 15 phút là Vinh đi hết rồi. Tour này khoảng 1.000 bạc. Vinh thì recommend mọi người đi bằng kayak, nhưng mà kayak thì nó nắng lắm luôn. Không có chỗ nào để mà mình tránh nắng luôn. Nếu các bạn chịu nắng được thì mình đi kayak sẽ enjoy hơn. Còn không thì mình đi thuyền ngắm cảnh. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Hello, mình đã trở lại đất liền rồi sau 3 ngày mình ở đảo. Hiện tại thì mình ở Phuket Old Town, và sau lưng mình là địa điểm check-in nổi tiếng nhất hiện tại ở tại Phuket. Đó là giao lộ giữa hai cái building. Một bên là Chateau Bank và một bên là đồn cảnh sát cổ, cảnh sát cũ gì đó. Nè, mọi người có thể thấy là mọi người xếp hàng ở đây để mà chụp ảnh. Cái chỗ này rất là an ảnh. Và cũng good luck tới mọi người nha, để mình có thể chụp một cái tấm hình mà không dính ai hết. I feel so outdated.
the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. Các bạn mà đi vô Phuket Old Town là mê mẩn luôn, giống như Vinh đi thấy rất là nhiều những cái tiệm đồ dễ thương. Mới mua cái túi này nè, 50 đô nhưng mà thấy quá xinh luôn. Xong rồi đồ mấy cái áo này, trời ơi, này mà Vinh đi quay ở rừng núi là hợp luôn, rất là đẹp ha. Những cái đồ mà thủ công mỹ nghệ thì giá nó cũng khá là mắc chứ không có rẻ lắm đâu nha. Bánh thô xanh này nghịch này thì 1990 là 2000 bạc, 2000 bạc là gần 2 triệu. Tại vì có thêu ở đây nè, rất là đẹp. Nãy giờ Vinh đi là lạc lối luôn á, bởi vì những con phố ở đây rất là màu sắc và rất là đẹp. Góc nào Vinh nhìn cũng muốn chụp hình hết trơn. Đúng là Vinh recommend mọi người mình ở trên đảo khoảng 2-3 ngày xong mình rồi phải quay trở lại Phuket để mà mình đi Phuket Old Town nha. Điểm này chắc chắn là mọi người nhớ là phải đi. Những con phố rất là nhiều màu sắc và rất là đẹp. Điểm check-in tiếp theo của Vinh đây. Trên Instagram rất là nổi tiếng đó là xoài Romani. Không biết sao con đường này tên là Romani nữa, nhưng mà những cái nhà rất là nhiều màu sắc. Và quán xá cà phê shopping ở đây rất là mê luôn. Như vậy là hè năm nay Vinh đã có một chuyến đi đến Phuket và Koh Phi Phi rất là thú vị và hấp dẫn. Mọi người hãy đi liền nha. Vinh recommend mọi người mình hãy đi đến Phuket, mình chơi một ngày, hai ngày thôi là nhiều lắm rồi. Ngoài ra thì mình nên đi ra đảo thì biển sẽ đẹp hơn và trong sạch hơn rất là nhiều. Ở trong Phuket thì mình enjoy kiểu như city và phố cổ, thành thị hơn. Nhưng mà biển thì không có đẹp bằng ở ngoài đảo. Nhưng mà ở ngoài đảo mình ở lâu quá thì cũng sẽ cảm thấy hơi chán. Cho nên là đó, mình cứ cân bằng ở đây một chút và ở bên kia một chút. Cũng đừng nên ở chỗ nào đó quá lâu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này của Vinh nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Bye bye.